Mới ở đây nè là cái cây bạch đằng đó, nó đã bị chặt tiêu rồi. Dạ. Cây bằng ngay chỗ này nè nó đã chặt rồi, thì cô Năm á, thường xuyên hay đi ra ngoài này lắm, Dạ. đi ra ngoài này nè, rồi cái cô Năm chơi cái bữa đó cô Năm mới thấy ở trên cây bạch đằng á, nó ngồi toàn ten vậy nè, mà cô Năm không thấy không thấy thấy cũng như là mình mẩy tay chân áo quần giống như người ta ăn mài ăn xin vậy đó, Dạ. cái mặt á, thì có nanh có rút vậy nè, có hai cây răng nanh vậy nè, thì cô Năm mới thấy vậy, cô Năm mới tưởng đâu là người ta chủ người ta trèo lên bẻ củi xuống thôi. Dạ. Cô Năm cũng để ý nữa, cái làm như có cái ngọn gió đi qua ngang thì lại tới ngay chỗ cây đào chỗ này, cái đào chỗ này chặt rồi, thì cô Năm mới phết xuống đó là cô Năm ngồi luôn, cô Năm không còn biết gì hết, là như là cái giấc ngủ của cô Năm luôn á. Dạ. Rồi tới một hồi đâu cỡ chừng nửa tiếng hay là một tiếng hồ sau thì Dượng á với Hùng á mới ra nói, ủa sao mẹ mày đi cầu gì mà lâu dữ vậy, đâu chạy ra coi, thì chạy ra thấy cô Năm á dựa vô cây 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 đào, thì Dượng Năm với Hùng mới ẩn cô Năm vô mới hỏi, chứ mẹ mày thấy cái gì, tôi mới nói là tôi thấy vậy đó, rồi sau tôi chạy lên sau đó có cái ngọn gió đưa tôi, cái tôi ngồi xuống đó rồi tôi nằm ngủ luôn, ngủ chết tanh vậy đó, không biết gì hết trơn á. À, Phú xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Phú đang ở trong một cái nghĩa trang ở Vĩnh Trà Vinh. Và hôm nay thì Phú được một cái người em giới thiệu một cái hoàn cảnh của cô Năm sống trong cái nghĩa trang này nè cô chú anh chị. Thì nghĩa trang này là mình thấy người Hoa có, người Việt có. À, cái nghĩa trang này thì nghe nói là rất là tâm linh. Thì ông bà cô chú ơi ở đây cho phép con quay chia sẻ về cái hoàn cảnh của cô Năm cũng như là sự hiện diện của ông bà ở đây. À, xin ông bà cũng bỏ qua cho con. Ở đây thì mình được biết là có hàng chục tới hàng trăm cái ngôi mộ. Và cái nghĩa trang này là nghĩa trang của chùa thất gì đó. Cũng không biết sao mà cô Năm thì cất nhà sống ở đây. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nhà để nhờ cô Năm chia sẻ thêm về cái cuộc sống của cô Năm cũng như là những cái câu chuyện tâm linh đó mà cô Năm từng gặp, từng nghe. À, đây là cái nhà của cô Năm. À, con chào cô Năm. À, cô Năm khỏe không? Dạ. À, con cũng nghe cái người em đó giới thiệu đó, gia đình cô Năm ở trong nghĩa trang này nè. Thì con cũng trước ghé thăm cô Năm, sau cũng nhờ cô Năm chia sẻ với con về cái cuộc sống của cô Năm á, cũng như là vài cái câu chuyện tâm linh đó mà cô Năm gặp á cô Năm. Dạ, giờ ngồi đâu được cô Năm? Đi ra ngoài kia ngồi đi. Dạ con mới xuống tới con. Cô Năm trong cái gậy. Giờ mình ngồi đâu cho nó mát mát ha cô Năm? Đi ra chỗ đó luôn ha. Dạ. Dám đi không? Dám đi không? Con thì dám đi rồi đấy, nhưng mà giờ cô Năm ấy, thôi giờ cô Năm ngồi đây đi. Cô Năm ngồi ngồi chỗ này. Đâu có, mẹ lại ngay chỗ nhà mộ ông ba, mẹ ngồi chỗ nhà mộ ông ba. Hả? À, bởi vì cô Năm á là yếu trong người á cô chú anh chị. Thì cô Năm ghế nhà ra ngồi đây nè. À, cô Năm á đi ra những cái không chỗ. Ra đó luôn đó. Đi ra chỗ cho má ngồi chỗ bàn. Không, đi ra chỗ này nè, mẹ bữa hổm mẹ có đi ra không cô? Hả? Không có nắng đâu, má. Nắng cô ơi. Không có nắng đâu. À, cô đi ra, giờ cô Năm đi ra ngoài nhà mộ quý cô chú anh chị. Hồi đó cô Năm khổ dữ lắm. Dạ. Cô Năm sống hồi đó ha, cái chòi của cô Năm ngoài này nè, cô Năm giữ bò nha. Đêm nào cô Năm cũng giữ bò hết đó. Dạ. Là tại vì cô Năm giữ bò, nuôi bò rẻ người ta đó. Dạ. Rồi cái tới khuya cỡ chừng 9-10 giờ cô Năm với chú Năm mới ra ngủ mà chưa có ra. Còn ở trỏng mà 9 giờ mới ra thì dạ. Trong khi hai cái mộ này nè có cầm một cái đèn mà giống như cái đèn cà na, cái đèn cốc mình hồi xưa đó. Dạ. Cầm cái đi vô tới chỗ nhà cô Năm, chỗ cây sữa, cầm đèn lập lờ nè. Từ đây đi vô trong nhà từ nhà đây lại tới cây sữa cô Năm đó đó. Dạ. Cái bắt đầu cô Năm với nói anh sao mà giống cái đèn của ai mà đi lập lờ mà không thấy người. Thời bắt đầu ổng mới vừa chạy theo
ra tới ngoài này thì cái bóng đèn đó nó đã mất tiêu, không thấy nữa. Ờ, cô Năm thấy nữa. Đi mình ra đây nè. À, cô Năm sống ở đây lâu chưa cô Năm? Ờ, cô Năm sống ở đây từ hồi lúc cô Năm còn nhỏ tới bây giờ là. Dạ. Đất này là đất của mình hả cô? Cái đất này là đất của chùa chứ không phải đất của cô. Đất của chùa. Đất của chùa nè. Cái mộ của ông già cô Năm đây nè. Dạ. Hồi đó đó là chôn ổng ở đây. Rồi cái mấy thằng tình á, đặt tình nó xuống đây nó quay clip. Dạ. Cái má mới thấy vậy, má mới xin khán giả các mạnh thường quân á. Dạ. Mới cho tiền má, rồi cái má mới làm cái nhà mồ. Dạ. Má mới làm cái mã cho ba cô Năm. Dạ. Mà lúc mà chưa có làm cái mộ đất á, thì tối á là ổng ở dưới mã này nè, ổng ở dưới mã vậy nè, cái ổng đi lên rồi ổng lên mà không có thấy mình mẩy, ổng chỉ thấy từ ngang có cái đầu này đi lên, tóc đứng dựng lên vậy nè đó. Nghe cũng kể con nổi gốc. Ừ đúng rồi, đứng dựng lên rồi thí dụ á là dài hôm cái ổng đi vô, ổng vô má hoài chứ gì, ổng vô cái ổng đòi nằm trên giường ngủ với má, má đạp ổng té xuống hoài chứ gì, là ba của cô Năm á. Trời đất ơi. Là ông ba này là ông cha sau thôi. Dạ. Còn cha trước của cô Năm đã mất từ lâu rồi. Dạ. Đó. Là ông cụ này là gá nghĩa với lại bà cụ sau phải không? Ờ, bà cụ sau được. Dạ. Đứa được người em út. Dạ. Rồi cái cô Năm hồi lúc đó cô Năm mới ở đây nè, là cái cây bạch đằng đó, nó đã bị chặt tiêu rồi. Dạ. Cái bằng ngay chỗ này nè, nó đã chặt rồi. Thì cô Năm á, thường xuyên hay đi ra ngoài này lắm. Dạ. Đi ra ngoài này nè, rồi cái cô Năm chơi cái bữa đó, cô Năm mới thấy ở trên cây bạch đằng á, nó ngồi toàn ten vậy nè, mà cô Năm không thấy, không thấy, thấy cũng như là mình mẩy tay chân áo quần giống như người ta ăn mài ăn xin vậy đó. Dạ. Cái mặt á, thì có nanh có rút vậy nè, có hai cây găng nanh vậy nè. Thì cô Năm mới thấy vậy, cô Năm mới tưởng đâu là người ta chủ người ta trèo lên bẻ củi xuống thôi. Dạ. Cô Năm cũng để ý nữa, cái làm như có cái ngọn gió đi qua ngang thì lại tới ngay chỗ cây đào chỗ này, cái đào chỗ này chặt rồi, thì cô Năm mới phết xuống đó là cô Năm ngồi luôn, cô Năm không còn biết gì hết, là như là cái giấc ngủ của cô Năm luôn á. Dạ. Rồi tới một hồi đâu cỡ chừng nửa tiếng là một tiếng hồ sau thì Dượng á với anh Hùng á mới ra nói, ủa sao mẹ mày đi cầu gì mà lâu dữ vậy, đâu chạy ra coi. Thì chạy ra thấy cô Năm á dựa vô cây đào, thì Dượng Năm với anh Hùng mới ẩm cô Năm vô. Dạ. Mới hỏi chứ mẹ mày thấy cái gì, tôi mới nói là tôi thấy vậy đó, rồi sau tôi chạy lên chỗ đó có cái ngọn gió đưa tôi, cái rồi tôi ngồi xuống đó rồi tôi nằm ngủ luôn, ngủ chết tranh vậy đó, không biết. Dạ. Gì hết trơn á. Dạ. Nó rồi cô Năm mới kì, rồi cô Năm mới đi vô thì cô Năm mới kể cho con nghe cái bữa đó đó là cái thằng cháu nội của cô Năm thấy gõ không. Dạ, dạ. Cháu nội cô Năm á ở trong ngoại nó mới thấy là cái ông già đội cái nón lá rồi mặc quần con khúc mà đen thui à, đi từ ở bụi tre này nè, đi qua tới bụi tre đó đó, bụi tre kìa, cô Năm chỉ con đó, bụi tre đó đó, bụi tre này. Ừ, hồi nãy con đi ngang bụi tre này con dùng mình luôn á. Ừ, đi lại tới bụi tre đó là. Dạ. Là biến mất tiêu, không có còn thấy nữa. Là cô Năm thấy ông già đi từ đây. Ừ, lại đằng bụi tre rồi. Đó đi cái bụi tre của cô Năm đây nè. Dạ. Là chống gậy đi vậy nè, mà đội cái nón lá đi vậy nè, mà có một khúc ngang đây nè, đội cái nón lá mà nước da đen cứ đi vậy nè. Là ông già đó là kiểu như là mất cái chân không cô Năm? Cái ông già đó là cô Năm không có thấy, không có thấy hai cái chân này. Dạ. Mà cô Năm chỉ tưởng đâu, tại vì bữa đó cô Năm đi cầu. Dạ. Đó, rồi cô Năm mới tưởng đâu là người ta đi ngang tới chỗ cô Năm là cô Năm sợ người ta thấy. Dạ. Đúng không? Thì cô Năm mới vừa kéo cái quần lên thôi thì cô Năm mới thấy chống cây gậy, chống gậy đi vậy nè, đi vậy mà không có thấy hai cái giò. Dạ, dạ. Thấy ở tầng với cái bằng quần xà lõn sâu. Dạ. Đi mà không đi lại ngay cô Năm, tại vì cô Năm đi cầu lại hai cái mã đó. Dạ. Thì nó đi thẳng là đó mất tiêu, là cô Năm thấy trong vòng mới có một tháng mấy nay thôi đó, là cô Năm thấy mất tiêu mới tháng mấy nay là cô Năm thấy. Ừ, mới một tháng mấy nay thôi. Dạ. Còn như cô Năm vẫn thấy cái ông này là thường nó. Dạ. Thường xuyên là ông cụ này là cô Năm thấy thường xuyên, tại vì cái ông cụ này cô Năm nghi là ba của cô Năm chứ không phải là người ở ngoài, mà đều. Dạ. Nói cho ngay để ông không có nhát. Dạ. Mà chỉ tới giờ là ông chống gậy từ đây là đó thôi đó. Là rồi. Mình chỉ thấy thôi chứ là ông cụ đó không có kêu, không có chọc mình gì hết. Không, không chọc kẹo gì hết. Dạ. Rồi có hai cái bụi dúi ở đây nè, hai bụi. Dạ. Dúi ở chỗ mã trắng trắng đó đó là. Dạ. Cô Năm mới kể nghe cái bữa đó đó là con Hằng nhỏ gái của cô Năm á. Dạ. Nhỏ gái thứ hai á, nó mới đi một hồi cái nó lại tới mã rùa đi ngay chỗ đó, con quỷ mới nhập cho nó, nhập cho nó nha, mới dựa cho nó
là đòi nào ăn hột hột dịch, rồi đòi ăn đủ thứ hết trơn luôn. Nó rồi cái bắt đầu mới đưa nó xuống thầy, thầy mới mở xong xuôi rồi bắt đầu về. Về cái cô Năm mới đi cầu ngang đó, để lại tới đó con quỷ nó mới dựa cho cô Năm. Dạ. Nó mới nhập vô cho cô Năm là cô Năm không biết gì hết. Thì bắt đầu mới đòi ăn là 20 trứng vịt lộn. Dạ. Ha. Rồi đòi uống nước, đòi ăn nói ra ăn đủ thứ hết trơn thì nó mới xuất ra. Dạ. Còn không cho nó ăn là không xuất ra. Dạ. Thì nó cũng con quỷ mà nó cũng hẹn với cái ông thầy đó đó là nói là trong vòng cúng cho tôi lúc 8 giờ nhớ hứa phải cúng, còn bằng không là tôi dẫn theo cô này hoài. Thì tới chừng đi vô nhà thì chồng của cô ấy mới ẩm mình đi xuống với thầy rồi xong xuôi là qua ngày sau cúng là 20 trứng hột vịt lộn, rồi rượu, rồi bia, rồi trái cây đủ thứ hết trơn là dạ. Hai cái mã tắng đó là mã thằng đó hả cô ha? Ừ, mã hai mã bây giờ là cây cỏ rồi nó che khuất rồi, cây cỏ nó treo khuất rồi không dạ. Có còn nữa dạ. thấy cái mã tắng đâu, mã tắng nhỏ đây thấy không? Dạ thấy đó, là cái mã tắng đó là Năm nói nghe là cô Năm thấy đấy ha. Dạ. Là cái bữa đó vậy nè thì nó chết kèm rồi cái nó mới cái đôi dép đẹp dữ lắm mới đem lại đây cúng. Dạ. Thì để cho nó chiều cái là dụng Năm với cô Năm mới chia nhau đi đốt nhang thì ổng mới đốt ở đằng kia, rồi cô Năm thì đốt ở đây, còn dạ. Thằng Kiệt á, thì nó đốt ở trên kia. Dạ. Cái Năm mới đi ra đốt đây mới thấy đôi dép đẹp quá trời luôn, nó đẹp thiệt đẹp, tại vì dạ. Mình đã nghèo đâu có tiền đâu mà mình mua dép cho chồng mình đi đám. Dạ. Nó cái Năm mới thấy vậy, Năm mới kêu anh ơi nói nghe. Ông mới hỏi mẹ mày nói gì, ông ra đây nè, mình còn nói ông ra đây nè, tôi nói cho ông nghe. Cái ông ra tới cho em nói anh lấy coi đồ chép mang vô coi, lấy đồ chép này mang là ông đi đám là ngon lành luôn á. Thì ông mới mang vô tại vì mình tính là mình ở đây mình giữ khu vực này là mình tính nói là mình đại ca ở đây. Dạ. Năm tính là Năm đại ca ở đây nên ai dám làm gì Năm. Dạ. Là Năm tính như vậy, không ngờ đâu không phải là vậy. Cái ổng mới mang vô là mình đâu có xin. Thì ổng mới vừa mang vô là nó ổng mới bước, tôi mới kêu ổng dở giò lên coi vừa không. Thì ổng mới vừa dở giò lên là bắt đầu nó tẹo cái giò ổng lại là vậy nè. Lật cái giò ổng lại. Cứ kiểu như là người ta không có muốn là mình lấy đồ của người ta. Đúng rồi. Rồi người ta mới xô mình rồi cái bắt đầu mới thôi chị là người ta không cho anh nữa. Thôi bây giờ anh ở đây anh trả đi. Thì trả rồi mà ổng đi không nổi. Năm mới chạy vô nhà mới đốt thêm ba cây nhang ra giấy. Dạ giấy. Miễn như cháu có linh thiêng á. Thì thôi bây giờ cũng lỡ rồi cô cũng tính là con bỏ cũng không làm gì. Dạ. Thôi cô muốn lụm vô cho Dượng mang mà thôi con không cho, thôi cho cô trả lời con. Dạ. Con sẽ làm cho Dượng đừng có tẹo giò nữa. Dạ. Đặng cho Dượng có công việc mà Dượng đi mặn ăn đặng nuôi con cái. Dạ. Thì lúc cô Năm giái rồi xong xuôi làm chút ổng đứng lên là cái giò ổng đi vẫn bình thường trở lại vậy. Dạ. Không có cái là gì người ta đã đồng ý bỏ qua rồi đúng rồi không? Người ta đồng ý bỏ qua rồi. Cô Năm mới nói nghe là mới có ngày hôm qua thôi. Dạ. Hôm qua là mùng 1 chứ gì. Dạ. Rồi là tối lại là cháu nội của cô Năm thấy là cháu nội cô Năm nói là cô Năm không có bao giờ nữa cô Năm tin. Dạ. Nó mới nói vậy nè, nội, hồi nãy con thấy có một cái mặt rồi dòm vô nhà mình như là cái bóng đèn vậy đó, nó cũng học bộ cho cô Năm nghe. Dạ. Thì cô Năm đã biết rồi mà cô Năm làm đừng có cho cháu mình nó sợ. Dạ. Cô Năm mới nói mày nói tụi bậy không à? Nhà mình thờ ông bà thờ Phật rồi bùa bát quái tùm lum hết trơn mà ai làm gì con. Cái nãy con thấy rõ ràng, bà nội con thấy rõ ràng, thấy cái mặt bừa sẵn rồi thì mình cũng đánh trống lảng cho cháu đừng có sợ. Dạ. Nó thì thôi Năm cũng nói gì thì lúc nó thấy là mới có 7 giờ mấy à, 7 giờ mấy sáng ha, bảy giờ mấy tối mình nè. Dạ, 7 giờ mấy hồi hôm này hả con? Mới 7 giờ mấy hôm là sáng lại mùng 2 là cô cúng đó. Dạ. Rồi bắt đầu nó thấy xong xuôi là 9 giờ rưỡi cô Năm mới đi mở cửa ra sau đó, cô Năm tiểu tại vì ở trong nhà đã có cái nhà tắm rồi. Dạ. Thì cô Năm mới vừa tiểu xong cô Năm mới thấy cái võng ở trong nhà cô Năm á, cô Năm thấy cái võng trong nhà cô Năm vậy nè, nó đưa qua đưa lại vậy nè. Rồi cô Năm mới hết hồn, cô Năm chút nữa cô Năm chỉ cái võng con coi. Dạ. Cô Năm mới hết hồn, cô Năm mới đi thẳng lại, mới có tối hôm qua nha, cô Năm không có bao giờ cô Năm mới nghe mình ăn bậy được, mình không nói tầm bậy tầm bạ. Dạ. Được hai nữa tâm linh á, cái nào đúng là có. Dạ. Còn cái nào không có thôi mình nói tầm bậy tầm bạ tâm linh á. Không, cái khu này tâm linh dữ lắm, con vô nãy giờ con đùng mình mấy lần con xin phép nó sợ quở rồi. Dạ. Cô Năm mới kể nghe thì cái giọng nó đưa vậy nè, nó đưa vậy, cô Năm mới nói mẹ mày con chó nào mà nó vô trong nhà mình mà cái giọng đưa. Cái cô Năm mới nói anh ơi
anh lấy cây chổi á, chỗ trà đó, anh để lên trên giọng, cái ông nói, mày hả mày, ở trong nhà bùa bắt quái tùm lum hết trơn, ai đâu. Cái tôi nói, ông đừng thấy vậy chứ, hồi nãy tôi đi tiểu, tôi thấy cái giọng đưa rồi đó. Dạ. Cái ông nói, không có. Thôi, không có là thôi. Thì cô Năm cũng nói gì. Dạ. Cái cô Năm mới vô, vô thì lát cô Năm mới trở ra đi tiểu, tại vì cô Năm bị tiểu đường một đêm cô Năm đái 6-7 lần rồi. Dạ. Đó. Thì cô Năm mới vừa đi tới, thì cô Năm mới mở cửa. Thì cô Năm dòm thấy ngoài cái cánh cửa, cô Năm cửa sổ á, mới dòm vô. Dòm vô vậy nè. Chỉnh cái tay á, chỉnh cái cánh cửa sổ, cô Năm dòm vô vậy nè. Mà chỉ cô Năm thấy chỉ có một khúc ngang đây, ngang đây đi lên thôi. Dạ. Cô Năm không có thấy cái mình từ đây xuống đây, mà cô Năm thấy có một khúc ngang đây. Đầu thì bạc trắng hết trơn rồi. Dạ. Cái mặt thì bự chản luôn. Dạ. Rồi cô Năm cũng không nói nữa. Cô Năm mới nói cắt cái đèn nó dội. Tại vì cô Năm bắt cái đèn nhà dưới đặng mỗi đêm cô Năm đi tiểu, sợ. Dạ. Cô Năm không thấy đường, sợ té đó. Rồi xong xuôi thì cô Năm mới im, không nói gì hết. Gài cửa xong xuôi rồi tức quá, ngồi xuống tiểu thêm một lần, thấy cái giọng mình nó đưa. Nó đưa qua, đưa lại, đưa qua giờ nè. Anh, nói nghe. Nói nghe. Cái ông nói, nghe mày nói cái gì? Ông xuống đây. Thì ổng mới xuống, thì cái giọng nó còn nhúc nhích vậy nè. Cô Năm học bộ ha, là nó là nhúc chú nhích. Chú còn thấy luôn. Chú... Ừ, ổng thấy rõ ràng. Nhúc nhích nè, cô Năm mới chụp được cái chổi, cái chổi trà. Cô Năm mới để lên trên cái giọng. Cô Năm mới để lên trên giọng. Cô Năm nói giữa chừng này, cô Năm không bao giờ nói thêm. Cái cô Năm mới để về nè ha, để cái giọng mà lấy cái chổi cùng á. Cô Năm mới để lên trên giọng vậy nè. Đó, để vậy ha. Một hồi cô Năm vô, cô Năm trở ra tiếng con nít nó khóc liền. Trời. Mới hồi tối hôm qua thôi cô, đó. Cô nói con nổi không? Nè, cô Năm còn giỡn một cục nè. À. Nè, đó. Khóc vậy nè. Đó, làm vậy cái cô Năm mới nói, anh, nói nghe. Hùng, ra đây mẹ nói nghe. Cái thằng Hùng với ông Đực mới nói, cái gì nữa? Ông ơi, ở chỗ cái tủ lạnh mình có tiếng con nít nó khóc. Cái ông mới nói, không phải đâu, nó tăng điện lên. Tôi nói, tăng điện thì tăng điện, còn này tiếng con nít nó khóc gõ kìa. Bây giờ chừng nào mà tôi nghe tiếng con nít khóc là tôi kêu ông nghe không? Nó, dạ. Rồi cái bắt đầu ổng đi vô, Hùng đi vô, tới khuya đúng 12 giờ đêm, cô Năm vừa mở cửa, cái cửa cô Năm ra đó. Dạ. Rồi cô Năm đi mới đi tiểu rồi cô Năm mới trở lại đặng gài cửa, thì ở trong ngay cái nhà tắm, không phải cái nhà tắm, cái tủ lạnh nãy đó. Dạ. Nó khóc giống như người ta ghen vậy đó. Là làm lần thứ hai cô Năm. Dạ. Mới kêu dượng ra, ông ra đây. Rồi thằng Hùng á, nó cũng đã biết con, rồi con Hà nó cũng biết, ông. Dạ. Đực cũng biết, mà cũng như là sợ về cô Năm mà bệnh nè, rồi sợ cô Năm thấy vậy, rồi cô Năm sợ cô Năm không dám ngủ, cô Năm không dám đi tiểu, không biết không, là mới trấn an tinh thần của cô Năm. Ừ, nói mới là trấn không, an không cô Năm lại đừng. Dạ. Có cho cái gì hết, đặng cho im ấm, lặng cho cô Năm đi tới đi lui với thằng Kiệt. Dạ. Tại vì cô Năm với nghe cô Năm nói thẳng cho con ngon ha, cô Năm thường xuyên hay thấy tâm linh, nhất là mùng 2, 16, là 10, mới có hôm qua mùng 1 là. Dạ. Vô rồi đó. Là mùng 1 là những các vị ở đây là vô kêu cô. Người ta lại người ta ngay chỗ cửa sổ mình luôn. Là ta kêu cô. Ta nói vậy. Mùng 2 tới rồi đó nghe, mùng 2 tới rồi đó nghe. Đó, là vậy là cô... các vị ở đây là muốn cô Năm cúng. Tại vì cô Năm cúng mỗi hàng tháng mà. Dạ. Người ta sợ là mình quên. Dạ. Nó rồi cái nhắc. Người ta nhắc như hôm qua vậy, là bị nhắc sáng nay là chuẩn bị đi mua đồ mình cúng, mình không có quên đâu, cái tháng nào cô Năm cũng cúng mùng. Dạ. 2, 16 hết, ta sợ mình quên ta nhắc. Dạ. Đó, rồi cái bữa đó cô Năm mới kể nghe, có cái bữa đó kìa, có cái đứa bé nào ở ngoài kia mà. Dạ. hai vợ chồng bỏ đứa bé làm sao đâu không biết, nó mới chết thục mà nó chết rồi xong xuôi, mà nó đi dám đi từ bụi tre đó, cái bụi tre đó con cô Năm chỉ con đó. Dạ. Nó đi vậy nè, mà nó cầm cái đèn nha, cô Năm học bộ nó cầm cái đèn cho con coi, nó cầm cái đèn vậy nè, mà cô Năm á thì đào cái lỗ đằng ỉa chứ không có gì hết, đào cái lỗ chỗ này vậy đó. À. Mà đằng đó vậy, cô Năm thấy nó cầm cái đèn, nó cầm cái đèn làm vậy nè, đi dọc lờ, mẹ đâu rồi, con đi kiếm mẹ, mẹ đâu rồi, ôi trời đất ơi. Mẹ ơi con đi kiếm mẹ, mẹ đâu rồi. Cô Năm diễn tả còn nổi không? Ừ, tới khúc đó cái nó trở lại nó làm, mẹ ơi mẹ đâu rồi, con đi kiếm mẹ, mẹ ơi mẹ đâu rồi. Là cô Năm nó thiệt, cái con cô Năm chạy như là gì á, mỗi ngày này ha, chắc chiều chật là tối cỡ chừng khoảng 6 giờ mấy cô Năm không dám đi ra ngoài này nữa. Dạ. Từ hồi mà các mạnh thường quân cho cô Năm cái nhà cầu đó. Dạ. Là cô Năm không còn dám đi ra ngoài này nữa. Dạ. Mà miễn như cô Năm mà có đi ra chật chật 6 giờ mấy 7 giờ đó, cô Năm mới ngồi ở trong nhà, cô Năm dòm ra là cô Năm thấy người ta đi. Dạ. Có khi cô Năm thấy người ta cái bữa đó vậy nữa nè, lâu rồi cô Năm mới dắt cái người đó, cô Năm kể cái này là cô Năm chưa kể cho ai hết. Cách
cách bữa nay cũng khoảng 2 tuần rồi. Dạ. Cái người đó cô Năm tội nghiệp người ta ở cái gì, ở cái chỗ gì mà cái vườn đào á, miệt trên là người ta kêu chỗ cái gì mà trồng đào nhiều lắm, ta kêu gì ở ngoài Hà Nội. Đúng Hà rồi. Nội mới có trồng đào, với mình trong đây mình đâu có ai trồng đâu. Sa Đéc, làng hoa Sa Đéc khỏi đó luôn. Cái gì đây nè, cái chỗ đó người ta trồng đào quá trời, trồng đào luôn. Đào, cái đào trưng Tết hả cô? Cái mấy trái đào mà người ta kêu trái điều á. Bình Phước, Bình Phước. Ừ, đúng rồi, Bình Phước. Người ta bao nguyên chiếc xe du lịch. À. 7 chỗ ngồi. Người ta xuống 6 người với ông tài xế nữa là 7 người. Dạ. Ông tài xế mới đây thôi nha, cô Năm còn không kể cho chú Cụi nữa đó. Dạ. Rồi cái người ta mới vô, người ta mới năn nỉ cô Năm, người ta nói nha. À, chị ơi, ở đây mà chị biết chỗ nào linh á, linh thiêng á, chị dắt em đi chỗ đó đi, rồi em cho tiền chị mua gạo. Nó, cô Năm nói ngay hồi lúc mà cô Năm á, người ta chưa cách nhà chỗ cô Năm á, là cái nhà cô Năm còn tệ hơn nhà của má cô Năm nữa. Dạ. Hơn nhà đứa nữa. Cái người ta mới cách nhà cho cô Năm rồi. Rồi cô Năm cũng còn mua gạo, mua đồ ăn, là cũng như bước đầu vô năm nay á, là thằng Hùng mẫn được nên thất nghiệp. Dạ. Nên ai mà cho gạo đâu thì cô Năm đi xin ở đó. Dạ. Cô Năm mới kể nghe là chưa được 2 tuần đâu, ở Bình Phước mới xuống chiếc xe 7 chỗ ngồi, mới xuống á, là giờ đó là 7-8 giờ tối rồi. Dạ. Là cô Năm, cái đó là cô Năm cũng lầm gan, bệnh mà cũng lầm gan. Tại dạ. vì cô Năm nói nghe, mình không có tiền mua gạo ăn, mà trong khi con mình thất nghiệp, rồi mình cứ tới tháng mình đi khám bệnh nữa. Dạ. Nó rồi ổng cũng, mấy đứa cháu mình tới giờ đi học rồi cũng không có tiền. Dạ. Cô Năm mới làm gan, cô Năm mới dắt người ta, dắt mấy người đó mới đi xin số đề. Cô Năm mới dẫn đi lại chỗ đó là nguyên một cái ổ mối bự chảng luôn, có mối đứng giống như là người ta đứng vậy đó. Dạ. Nó mướt rượt à, mới đây nè. Cô Năm mới dắt người ta đi, thì lần thứ nhất á, là mấy người đó xin không được. Lần thứ hai mấy người đó xin không được, lần thứ ba xin không được. Người ta mới nói vậy là, vậy từ Bình Phước mình xuống đây là đi không về rồi sao? À, thôi bây giờ chị Năm ơi, chị làm ơn chị làm phước, chị cho xin cho em đi. Thì thấy vậy á, Năm cũng thấy tội nghiệp người ta. Dạ. Rồi cái cô Năm mới nói thôi giờ mấy chị tránh ra khỏi tôi đi. Sợ mấy chị nặng móng chía người ta không cho. Dạ. Thôi mấy chị tránh ra tôi một chút đi. Thì lúc đó thì Năm đi là Năm cũng dái cái thằng con mà nó dựa sát cô Năm á. Dạ. Đi theo đặng đựng cho người này người kia dựa. Dạ. Rồi cô Năm mới lợi, cô Năm xin. Là cô Năm xin lần thứ nhất, là chỉ lần thứ nhất thôi nha, là cô Năm xin điếm cái hộp gạ. Người ta viết là từ con số 0 cho đến số 9 thôi. Dạ. Đó, rồi người ta xin không được, người ta mới kêu cô Năm xin giùm. Thì cô Năm xin nè, là cô Năm mới điếm từ hộp gà, cô Năm mới để cho con coi. Tại vì mình nói thẳng là không có gạo ăn, cô Năm mới làm như vậy. Mà cô Năm cũng có đến đổi mà ăn cắp ăn trộm ai mà cô Năm để mắc cỡ hết. Dạ. Cô Năm mới kể nghe, nguyên một cái mâm vậy nè, người ta mới để vậy, người ta xin không được, cô Năm mới xin. Thì bắt đầu cô Năm mới để cái trứng gà từ con số 0 nè. Cô Năm để từ số 0, cái đến số 1, số 2, cho tới số 3, nó đứng lại. Nó đứng lại, bắt đầu cô Năm mới lấy thêm một trứng nữa. Cô Năm mới lấy để từ con số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì cô Năm mới để cho tới số 7 cái trứng gà đó, nó đứng thêm một cái trứng thứ hai. Là 37 rồi. Rồi 37 rồi. Cái cô Năm mới lấy thêm một trứng nữa. Cái cô Năm mới để từ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó đứng là số 7. Đó, rồi 37. Có nghĩa là cái hộp gà để tới đó nó đứng rồi, cô để nữa không được luôn hả? Không, cô Năm để tới đó rồi cô Năm thổi đó nha. Trứng gà nó vẫn đứng bình thường, tại vì đã người ta đã cho con rồi. Dạ. Rồi cô Năm mới giái là cho miễn như cho người ta trúng á, là người ta gửi tiền xuống rồi tôi mua gà tôi cúng cho ăn. Dạ. Nó thì nói cho ngay đi, chiều rớt con số 37 đó. 377 hay là 37? 37. 37. Tại vì nó đứng là tới nó đứng tới rồi nó đứng à. Là rồi cái Năm mới gáp lại con số 37. Rồi cái người ta mới trúng rồi xong xuôi cái người ta mới điện xuống cho Năm. Dạ. Là người ta nói thôi để ngày mai đó người ta gửi theo tiền theo bưu điện. À, không phải bưu điện, cái đó. Chuyển khoản. Chuyển khoản. Dạ. Đó, cái bắt đầu mà ta chưa có chuyển khoản xuống, cái người ta mới kêu cô Năm xin cho ta dắt 12 giờ trưa. Dạ. Thì cô Năm mới xin cho người ta 12 giờ trưa. Cô Năm xin được 3 con số, cô Năm được sinh 3 con, là cô Năm không có sinh đầu đuôi. Dạ. Mà cô Năm sinh số thủ chủ.
À, ba con ha cô? Ừ, ba con mà cô Năm á, sinh là sinh con bằng có hột gà, sinh không được. Thì cô Năm mới kêu cái thằng con của cô Năm á, là Hùng á, với thêm một người nữa, đặng đứng sau sau cô Năm. Thì cô Năm chưa có sinh được hột gà thì người ta đã dựa lên cô Năm liền. Người ta dựa lên, người ta cho số mà người ta kêu con của cô Năm á, lấy cái miếng giấy ra, người ta viết số người ta cho. Còn bây giờ người ta không có nói ra là con số gì. Nó thì lấy miếng giấy viết ra số ba con. Thì cô Năm, nó người ta mới xức ra là người ta nói ngày mai phải cúng cho người ta chứ nói là không làm là không được. Dạ đúng rồi. Ờ đúng rồi, cái cô Năm mới cô Năm mới kêu dạch cho cô Năm coi thì cái dòng đó không có cho. Là cái nào dòng đó nó đã dặn thằng Hùng rồi là không cho, là thằng Hùng cũng không có được coi trong đó nữa. Nó rồi cho tới rồi xong nó tới tới rồi là cho tới 2 giờ chiều là ở trên Bình Phước người ta mới điện xuống. Báo xuống là xuống. Ừ, người ta báo xuống mới kêu Hùng đọc số ba con. Thì Hùng mới đọc số ba con cho họ. Thì chiều họ mới trúng số lô ba con là lô thủ chủ. Trúng ba con đó thì họ mới gửi theo cái một cái thì tài khoản, một cái thì trong điện máy xanh. Đúng rồi. Nó là đó là gửi bưu điện về. Ờ rồi cái gửi cho cô Năm là gửi tích tắc luôn, là cô Năm mới mua gà, cô Năm mới cúng, rồi cô Năm mới mua ngó sen trộn, rồi cô Năm mới mua trái cây bông hoa, cô Năm mới cúng hôm qua chỗ đó đó. Dạ. Đó. Là người ta mới gửi là mình mới cúng hôm qua hả cô? Đúng rồi, người ta mới gửi cho cô Năm tiền là cô Năm sai nhỏ dâu cô Năm là đi mua đồ liền về làm liền luôn đó.